đi một vòng Vĩnh Long nha các bạn, mình thấy nhà hàng này người ta ăn đông quá, mình ghé ăn thử coi sao. Đây là bò hào sốt, ở trong này nó bán đủ thứ các bạn. Thấy mấy bạn trẻ đi ăn đông quá. Đây này các bạn, mình quay các bạn xem. Bò hào sốt phô mai, rồi sốt mực phô mai đủ thứ các bạn. Thấy bán cũng đông các bạn. Đường này là đường Trần Đại Nghĩa các bạn. Đường này mới làm ra cách đây khoảng chừng 3 năm các bạn. Đây, thấy làm bản hiệu rồi, thấy cũng rực rỡ rồi các bạn. Đây, các bạn nào muốn ăn thì tới đây ăn nha, để mình vô mình review sản phẩm này coi ăn ngon như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình đang ngồi ở trong. Đây, khách ăn cũng đông các bạn. Đây, mình xem nha. Rồi, ok. Đây, món này kêu món gì con? Bò hào sốt, chưa vô. Bò hào sốt nè. Dạ. Cái đó là con hào đó đúng không? Dạ. Bò hào sốt. Cái này là bao nhiêu một phần vậy con? Có một cái combo trong đời đó. Chúng dạ. Hỏi con nói thực tế là chú quay video mà. Một người 79.000, hai ba người 169. Một con 79.000 dạ. Phần không? Dạ. À, ok. Rồi, cảm ơn. Đây. Bạn này đang ăn đông. Wow. Quá đông luôn. Hello em. Dạ, anh gì đây? Em thì là để bơ trong đó rồi để thịt bò vô rồi bò trứng. Tiếp viên chiêu đãi phải không? Đây các bạn thấy cũng hấp dẫn lắm các bạn. Mình thấy ăn đông quá, mình biết chắc có lẽ là một là mới ra ăn đông, hai là chắc có lẽ là hương vị hợp lý. Giá cả chắc có lẽ ngon cho nên mình ăn đông quá. Đây. Cái đó sốt gì con? Sốt cà hả? Dạ. Ở dưới là bò hả? Cà bò là không? Dạ, bò dưới mực. Cái này combo bò với mực. Combo bò với mực. Cái này bao nhiêu một phần một người ăn con? Dạ, 169. Combo 169. Cái đó chi hả con? Dạ, đúng rồi, chi. Một combo vậy là 169.000. Hai người ăn cũng rẻ các bạn. Các bạn nào thấy muốn thích ăn thì ghé ra ăn nha. Mình có cho một cái địa chỉ vô đây các bạn. Đây, các bạn thấy ăn đông không? Vui không? Wow. Đa số là các bạn trẻ. Chỉ có hai vợ chồng mình già thôi. Còn như là trẻ ăn không á các bạn. Con đọc cái địa chỉ đây con. Con đang coi địa chỉ, con đọc cho chú ơi. Dạ, địa chỉ là 128B. 100 mấy? Dạ, 128B đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Ờ, đây. Đây các bạn, đường Trần Đại Nghĩa. Rồi chưa? Rồi chưa? Mấy đứa này làm nó giỏi, nó làm gọn bên này. Rồi, nó để rồi bên. Cái cũng gọn ha. Ừ. Nó lạ, nó làm cho kích thích cái người tìm tòi. Không có tính ăn, nó đói. Cái này là kim chi nha các bạn. Kim chi. Ở cái này cái gì? Cái chấm nước chấm này giống như bồ tạc nè, cái này cũng như tương mà cái này giống như nước chấm bắp nó. Con này sốt nè. Sốt cà, cà chắc chắc. Con này là bò. Ở dưới là mực. Bên bò mình ăn bên bò mà bò mực. Bò mực hả? Thấy có hào nữa kìa, nó ăn hào. Mình không ăn con bò hào, con bò hào. Con bò hào với mực, hào với bò. Bò với mực. Ờ.
Vậy nó khô lên là mình ăn rồi phải không? Ủa bên đó có ăn hột gà nữa kìa. Có, đây cũng có trứng nữa nè. Cặp vô rồi. Đây, cặp vợ chồng trẻ. Con cũng ăn combo bò hả con? Bò với hào, không? Bò với hào. Con này bò với mực. Thấy cô chú ăn cái tụi con ăn theo phải không? Khác hả? Cô với chú mới ăn lần đầu tiên. Mới ăn lần đầu tiên. Quá vui quá, đi ngang thấy rồi ghé vô thôi chứ không có tính là. Lửa nó sôi từ từ chi nó chảy ra. Nó trứng rồi. Có trứng như vậy. Thấy cũng nhiều quá ha. À, rẻ cái 169 ngàn. 169 ngàn các bạn, quá rẻ luôn. Bò này bò gì vậy con? Bò Úc hay bò Mỹ? Bò Mỹ hả? Đây là bò Mỹ nha các bạn, chứ không phải là bò Việt Nam nha. Bò này xuất xứ từ Mỹ, từ châu Mỹ mang về. Do chủ quán nói chứ mình cũng không biết nha các bạn. Quá ngon. Trộn lên là chưa ăn rồi biết ngon rồi, thấy ngon rồi đó. Cái này nó hơi lắc lư. Con ơi con, con sửa cái chảo lại giùm chú của con. Nó hơi lắc lư, nó sợ nó đổ. Nhiều quá, hai người ăn không hết.
Nhiều quá. Quá nhiều. Chưa tới 200 ngàn, 169 ngàn. Đấy. Ở Việt Nam mà ăn thì ở bình dân rồi các bạn, 160 mấy ngàn là hai người ăn, 80 mấy ngàn là một người. Cái này anh thấy cũng rất là ok. Đây là đường Trần Đại Nghĩa nha các bạn. Đi thẳng vô là tới bệnh viện lớn ở Vĩnh Long nha các bạn. Trần Đại Nghĩa. Đường Trần Đại Nghĩa. Đây cái địa chỉ hơi mờ các bạn. Mình đọc cho các bạn nghe nha, 128B Trần Đại Nghĩa. Phường 4 thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Rồi các bạn nào ăn vô đây ủng hộ quán này ha. Mình ăn thấy rất là ok các bạn. Ngon. Nó gọi là cũng bình dân thôi. Mình ăn rất là ngon. Giao lưu. Nãy giờ đi về cũng đông lắm rồi các bạn. Vô tóc mới nha các bạn. À, hai người thì mới vô rồi các bạn. Chính rồi mai ăn đi. Mời mốt mình vô mình ăn hào đi. Thanh Triều. Trang của mình là Thanh Triều. Ngon. Hai chồng con ủng hộ cô chú nha. Vô đón xem cái video này ha. Con vô YouTube đánh Thanh Triều. Nghe con vô YouTube đánh Thanh Triều nha. Cảm ơn con. Rồi được một thành viên ủng hộ trang của Thanh Triều. Về cô đi chợ nổi cái răng đó, đi qua mẹ con làm bánh rồi bên kia cũng không quay được, về dân đi rắn chim rồi quay đủ. Chúng với được hào rồi kéo lưới cá là bắt con súng rồi con làm vui lắm. Em ăn năng cũng hết cái gì đó. Không hết nhiều quá. Quá nhiều. Bò mềm các bạn ơi.
ngon. Rồi chào các bạn, hôm nay mình ăn một bữa ăn rất là ngon các bạn. Rồi thôi mình tạm dừng video tại đây. Các bạn xem thấy thích video này, các bạn nhớ cho một like và subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rồi bye bye các bạn. Bye bye.